sáng 25 tháng 5, Công an tỉnh Nghệ An có thông tin chính thức liên quan đến việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò và 3 cán bộ, nguyên cán bộ của thị xã Cửa Lò. Theo Công an tỉnh Nghệ An, trước đó, theo thông tin phản ánh của người dân về những hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện việc thu hồi đất, bố trí đất tái định cư trên địa bàn thị xã Cửa Lò, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã điều tra, xác minh. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 6 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò đã tiếp nhận, xử lý 53 hồ sơ đề nghị thu hồi đất, bố trí tái định cư của công dân để thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã. Trong quá trình thực hiện, những người liên quan đã có nhiều hành vi vi phạm, có dấu hiệu của tội phạm, cụ thể như thu hồi đất khi không đủ căn cứ theo quy định của luật đất đai. Trong công tác bồi thường, thực hiện không đúng trình tự, thủ tục quy định, bố trí đất tái định cư không đúng đối tượng, vượt hạn mức, xác định giá đất tái định cư thấp hơn so với quy định. Theo một nguồn tin riêng xác nhận với Tuổi Trẻ Online sáng 25 tháng 5, ông Doãn Tiến Dũng bị khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An thông báo đến những tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ việc sai phạm tại Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò tự giác đến trình báo để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.